với Chiếc Nồng của Tuấn AC. Hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn một clip mà mình sẽ không đặt nặng cái vấn đề top 1 hay là top 2, mà trong cái clip này mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái nơi vô cùng đặc biệt trong cái bản đồ 300 người này, một nơi mà các bạn có thể kiếm được rất rất nhiều mạng. Mình xin nhấn mạnh là một nơi mà các bạn sẽ kiếm được rất rất nhiều mạng nhé. Và đây mình sẽ chỉ cho anh em cái nơi đó. Đâu rồi? Đây, khu này, khu vực cuối Goldmine. Ok, tại vì sao mình lại nói đây là khu vực mà rất là dễ cho anh em kiếm mạng? Thì khi các bạn bay vào đây, các bạn sẽ nhận ra một cái điều là những cái nhân vật ở cái trong cái khu vực Goldmine này, mình nhận thấy là đây là khu vực tập trung rất là nhiều boss. Sau đó là những boss này sẽ bắt đầu tập trung ở đây, di chuyển ở xung quanh khu này, sau đó là sẽ tản ra. Vì vậy là đã rất là nhiều lần mình đã đến đây rồi và mình nhận ra cái điều đó. Và mình đã rút ra kết luận là khu này là khu vực tập trung rất nhiều boss được thả trong cái map 300 này. Mình nghĩ là phải đến khoảng tầm chục. Đây, anh em nhìn trước mặt mình là một con boss đấy. Đấy, đúng rồi. Cứ cái bộ quần áo như thế kia là chắc chắn là boss rồi. Đó, đây mình sẽ chứng minh. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó không bắn mình luôn. Ok, mình sẽ vào nhà để xem có súng hay không. Rồi. Ok, và lại cái video clip này mình sẽ cố gắng tìm được nhiều mạng nhất có thể. Mong rằng sẽ là một video clip hay để mọi người xem. Đâu rồi? Tại toàn máu thế này, con xin khẩu súng cái coi. Đây rồi. Ngon anh em ơi. Ok, mặc dù là ở đây có rất nhiều boss nhưng mà anh em cũng phải rất là cẩn thận nhá. Đây rồi. Một con đầu tiên. Đấy, với cái bộ quần áo rất quen thuộc thì cái này chắc chắn đấy là boss. Đây, con thứ hai. Đấy, anh em thấy chưa? Nó đi qua anh em vậy. Úi trời ơi, có 2 kill rồi. Nào, bắn cái gì, bắn ở đâu đây? Không biết luôn. Mặc kệ đi, tôi phải đi săn boss đã. Tôi sẽ chứng minh. Ai, không được, không ổn tí nào. Ok, 3 con dê. Boss đâu rồi? Vừa thấy nó lảng vảng. Mấy con boss này các bạn nhìn thấy là các bạn phải bắn ngay, không thì bọn nó sẽ đi rất là nhanh đấy. Rồi, vẫn không nhìn thấy con. À đây. Đấy, bắn Tuấn mắc xê này, ngu người. À còn nữa anh em ơi, vẫn chưa thể hết được. Ở khu này á, mỗi lần mình đi ra ít nhất là mình cũng phải kiếm được khoảng độ 7-8 kill. Cả kill của boss, cả kill của người thì mình mới gọi là tạm mãn nguyện anh em ạ. Đây, tới, cái dáng đi lù, cho là cầm lực không thèm bắn, chắc chắn là boss rồi. Rồi, 4 kill rồi, cố gắng lên. Trận đấu này mình hướng dẫn cho anh em cách kiếm kill mà mình lại còn được top và cao nữa, phải là top 1 nữa thì ui dồi ôi, nó phải gọi là tuyệt vời. Mà nói chung là top trong cái game này rất là dễ anh em ạ. Anh em bắn chú ý một chút thôi và kèm thêm một ít kỹ năng là anh em sẽ top 1 ngay lập tức. Rồi, tôi nghe tiếng súng anh em ạ, chưa hết được, chắc chắn còn. Đâu rồi? Mình nghĩ là chỉ lởn vởn quanh đây thôi. Ok, có giáp, có túi hai. Rồi, có cái gì nhặt được là nhặt hết anh em nhá. Vẫn chưa hết được đâu các bạn ạ. Trông thế này thôi nhưng mà boss nó vẫn đang lảng vảng ở đây. Đấy, xong từ chỗ này bắt đầu boss nó mới đi từ lừa tè le khắp nơi. Nhưng mà mình thấy thì thông thường thì nó cũng chỉ lảng vảng ở quanh đây thôi, nó không đi xa được đâu. Nào, boss đâu rồi? Chưa thấy đâu cả. Kinh nghiệm của mình là anh em đừng bắn một vài mạng cho anh em đi. Bởi kiểu gì bọn boss này nó cũng lởn vởn đây một lúc, khoảng độ tầm cũng phải lâu đấy, cũng phải khoảng độ 5-6 phút. À đây thì chắc chắn không phải là boss rồi. Đây là người thì đây cũng chết, không thể tha thứ được anh em ơi. Rồi, giật lát, bắt đầu giật lát rồi. Ok, không sao ạ. Vẫn bình thường. Từ, mình phải tìm bọn boss đã. Tôi phải chứng minh cho anh em thấy là ở đây chắc chắn là anh em phải ăn được khoảng tầm 6-7 kill thì mới gọi là ok. Đây rồi, tôi nhìn thấy một con boss đang chạy rồi. Đấy, khỏi luôn. Đây ạ. Ủa, chạy nhanh ấy.
đấy, anh em thấy chưa? 8 kill rồi, tuyệt vời ông mặt đấy. Holy shit, tôi đã bảo với anh em rồi, đi vào đây kiểu gì cũng có rất là nhiều kill. Đấy, vung vơ một cái 8 kill ngay. Đấy, thế mà từ bây giờ cho đến cuối map mà anh em được top 1 thì tôi dám cá với các bạn nhé, là các bạn ít nhất cũng phải đạt trên 15 kill. Còn nếu không trên 15 kill thì tôi cảm thấy rất là cùi. Đấy, bởi vì riêng ở khu này các bạn đã ăn được gần chục kill rồi. Bắn bây giờ còn 150 người mà để mà các bạn top 1 chắc chắn là phải trên vượt trên cái chỉ số 15 kill. Mình mà nhảy vào khu gold mine này mà mình ra thì ít nhất mình cũng phải có 18 kill. Mình bắn mấy trận rồi, ít nhất top 1 phải là 18 kill. Bởi vì riêng cái khu gold mine này nó đã đem đến cho mình khoảng độ cỡ gần chục kill. Thường thường mình ra khỏi gold mine là mình sẽ có tầm bao nhiêu kill nhỉ? Trung bình có trận thì mình được 10, có trận thì mình được 5-6. Nhưng mà trung bình là các bạn cứ phải bắn 7-8 kill thì các bạn đi ra khỏi gold mine là vừa. Còn nếu ăn được 5-6 kill mà chờ lâu quá không thấy con boss nào nó đi nữa thì thôi, tốt nhất là lên gọi là bung đôi tay nhau ra. Bởi vì lúc đấy là boss nó bắt đầu di chuyển và nó không còn ở đây nữa rồi. Hoặc là các bạn đã ăn hết rồi, hoặc là trận đấy boss nó ít. Nói chung là boss nó chỉ tập trung ở khu gold mine đấy thôi. Mình nhảy ở rất nhiều khu, kể cả nhảy đi lút dạo đấy thì cũng không có khu nào mà nhiều boss như khu này luôn. Cùng lắm mình chỉ gặp 1-2 con ở các khu khác thôi. Đấy là cùng lắm, rất là hiếm khi gặp, còn thường là toàn là người thôi. Còn chỉ có khu này là có boss nhiều đến mức như thế này thôi. Đấy, anh em thấy chưa, 9 kill nhá, ngon chưa? Đấy, nó phải gọi là tuyệt vời ông mặt đời. Thế nên là được, một khi mình đã nhảy xuống gold mine là mình sẽ gọi là cứ ve vãn lởn vởn ở đây thôi, không có vội vàng để mà đi đâu cả. Bởi vì chắc chắn là mình biết là sẽ còn ăn được rất là nhiều mạng. Ui giời, nhìn mấy cái đầu khúc gỗ nó xếp vào nhau mình cứ tưởng là có người đấy. Ấy, lại có máu nữa nè, phải nhặt thật là nhiều máu. Tiêu chí của mình đạn có thể hết nhưng mà máu phải còn, bơm cho kẻ địch bắn chán đi thôi. Nào, còn ai không? Hello mấy cưng, đâu rồi? Tham vọng của mình là đạt 10 kill ở khu vực này, cố gắng được đạt 10 kill theo đúng gọi là cái tiêu chí mình đặt ra nè. Đấy, lởn vởn tí được chục kill, anh em thấy sướng không? Thế lòi luôn. Và mình là một người chơi mà theo cái phương châm đó chính là giết được càng nhiều càng sướng. Cảm giác giết được boss xong rồi nó lên đây, như các bạn bây giờ các bạn đang đạt được là khoảng tầm chục kill là các bạn kiểu như bắn nó lên cao lắm. Tôi nói thật với các bạn luôn, các bạn được không, các bạn được 1-2 kill ấy, nó bắn luôn nó không hướng bằng việc mình đang có 10 kill mình bắn tự tin lắm, mà cái độ tự tin nó quyết định rất là nhiều anh em ạ. Bắn theo kiểu hủy diệt gaming nha anh em, sướng lắm. Đấy, hôm nay mình sẽ chứng minh cho các bạn biết ở khu vực này là khu vực mà các bạn sẽ kiếm rất nhiều kill nhá. Đấy, thì mình thấy là trung bình ở trong một cái trận đấu thì chắc là nhà phát hành sẽ tung khoảng độ tầm chục con boss ra ở khu gold mine này, sau đó là mấy con boss đấy sẽ đi linh tinh khắp bản đồ đó. Và như vậy là mình ở đây mình hốt boss thôi. Mà không phải nói thế, anh em cứ vào trong khu này nhìn ai cũng ra boss đâu nhá. Có rất nhiều trận là các bạn ấy nhảy xuống đây bởi vì là đường bay bay qua đây, và đây cũng là một khu vực khá là giàu đấy, và một khu vực mà rất dễ để bắn nhau, vì vậy anh em cũng phải chú ý. Chứ không thì anh cứ tưởng là boss này cứ lao vào cầm, ui dồi ôi, cầm ba toang đập nó thì thôi rồi anh em ạ. Tôi nói thật với các bạn này, đấy là một sự sai lầm đấy. Cứ chắc cú vào, bắn đừng có tưởng, bởi vì rất là nhiều. Hôm trước mình cũng gặp một thanh niên không? Giả mặc đồ giống boss được không? Xong rồi bắt đầu bắn đinh tre linh tinh đấy. Thế là thôi xong, mình vừa cầm bắn cái ui lình rất nhanh rồi. Xong rồi bắn lại mình, kinh bãi cả lái luôn. Và có những hôm mà khu vực này bắn nhau rất là nóng luôn,
vừa có boss vừa có người mà, cho nên là bắn nhau nó loạn, nói chung là nó loạn xạ sinh ngậu lên. Và những hôm đấy thì thật sự rơi xuống đây nó là một thảm họa luôn, chật ních đâu thấy người. Đấy, thanh niên này bắn hết đạn xong rồi không biết làm gì, bị mình bắn chết, thật là đáng thương. Nào có ai ở quanh đây không? Các bạn chỉ cần nổ một tiếng súng thôi là Tuấn HC sẽ tìm đến các bạn ngay. Mình tiêu chí của mình khi mà chơi game này đó chính là run theo tiếng gun. Ở đâu có tiếng súng, ở đó có sự xuất hiện của Tuấn HC. Giống như kiểu là ở đâu có gọi là bất bình thì ở đó có Tuấn HC vậy. Tiêu chí của mình dựa như vậy. Ở đâu có tiếng súng là ở đó có sự áp bức rồi. Và Tuấn HC sẽ đến và giải quyết nhanh cho các thanh niên gọi là lên bảng điểm số luôn. Rồi, căn nhà đỏ này không biết là có thanh niên nào đang gọi là cư ngụ không. Ui, còn nhiều đồ như thế này chắc chắn là không qua ai đâu. Tuyệt vời. Mình rất thích tích trước bởi mình là một người chơi mà rất hay uống nước ngọt. Đi cũng uống mà gọi là... Ui dồi, ta có cả rocket này á. Có lý vậy. Ui, nhặt rocket đắt sau lưng cái nhẹ. Ok. Rồi thanh niên nào bây giờ mà đi xe nha, tôi bắn cho rocket vào xe thì phải gọi là mấy mẹ luôn. Nào, có ai không? Hello. Bông dúa. Rồi thanh niên nào mà còn nằm ở trong nhà thôi thì nguyên cả một quả rocket nó tan vào nhà thôi thì phải gọi là sướng mồm luôn. Gọi là ăn cả quả rocket rồi lấy mồm. Gì à? Buồn vậy. Thôi triệt. Làm ơn hãy cho tôi một dấu hiệu của một gọi là ai đó xuất hiện hay là tồn tại ở khu này đi. Sao im vậy? Được rồi, mình sẽ chạy xuống khu nhà kia xem có gì không nào. Vô lý quá. Cứ phải đề phòng. Nhớ đang chạy đến mà lại thò mặt ra ở cửa sổ nó bắn mình. Ôi dồi ôi, không khác gì game kinh dị anh em ạ. Giờ chơi là anh em phải check nhá. Và phải đọc tình huống cũng phải chuẩn nữa. Thì nói chung là cần rất là nhiều kỹ năng sinh tồn mà. Mình cần phải có đầu óc một tí. Giờ game sinh tồn nào cũng vậy luôn ấy, anh em. Luôn luôn có một cái kết thúc mở khi mà các bạn lựa chọn bất cứ một cái điều gì đều có gọi là nguyên nhân và kết quả cả. Có ai không? Không có ai rồi. Ấy, băng đạn rifle này à? Ok, lựa băng đạn cái nhẹ. Sau đó là thay đạn. Chả có gì cả, buồn vậy. Trời đậu. Các thanh niên kia trốn đâu hết rồi? Xuất hiện đi các bạn ơi. Hello nha. Các bạn ở đâu rồi? Trời ơi. Nào ơi hãy xuất hiện ngay trước mặt tôi đi nào. Còn cần chờ cái gì nữa. Này đấy, mình sẽ đi lên cái vách núi rất đứng này. Nghe vẻ đây sẽ là một cái vách núi rất là an toàn. Đi lên cắn nhẹ. Ơi, tôi nhẹ đâu rồi, hướng nào? Hướng nào, ok. Đây. Bây giờ đây. Xuống xe đi. Xuống xe. Úi dồi ôi, bắn thế mà không mất máu là vô lý vậy. Nào, vòng lại à? Đi đâu nào? À dừng rồi. Hay lắm. Đây rồi. Đây rồi, 10 kill. Ôi tuyệt vời. Ui mày lỡ. Có cái gì không? Úi dồi ôi, giáp ma. Mon gà các thứ luôn. Ui nhiều vậy.
Xe lòi, xe lòi. Rồi, có một thanh niên đi xe nam nữa. Không biết thanh niên đi xe nam có dừng chưa. Mà tôi nghe thấy tiếng xe rất gần đây rồi. Ok, bắn nổ xe luôn. Ok, xe đã nổ rồi. Nào, thanh niên nào nghe tiếng súng quay lại đi. Polly. À, có thanh niên nào không? Hello. Không có thanh niên nào anh em ạ. Vô lý quá. Rồi, một thanh niên núp lùm rồi. Tôi sợ mấy cái tình huống như thế này lắm đấy này. Mà không sao cả. Bạn thích chơi là mình chiều thôi. Rồi, lại còn có tiếng xe ở đâu nữa đây. Nó đang ở đâu ta? Ui, lắm xe vậy. Cứ mỗi lần tôi bị bắn lại y rằng nó sẽ có cái tình trạng như thế này nhá. Vô lý giờ là. Đi đâu vậy? À rồi, hình như ở trên kia có cái máy bay. Ok ok. Ôi, một loạt. Ui, chạy. Cái gì vậy? Ui dồi ôi. Ôi thần linh ơi. Ôi thần linh nào ơi. Cái lần gì thế? Mãi cả trường. Ok. Hơi nhọ một tí cho xa đó thì mình lại bị rơi chết. Nhưng mà dù gì thì mình cũng đã coi như là hoàn thành cái video clip và nội dung của video clip này rồi. Đó là hướng dẫn và chỉ cho các bạn nơi tập trung rất là nhiều boss để anh em có thể vào đó và tranh giành những cái mạng rất là dễ dàng đến từ những con boss. Gần như là những con boss đó nó sẽ không phản kháng gì nhiều đâu. Có phản kháng thì anh em cũng chỉ mất khoảng tầm vài ba máu thôi. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu thấy thích cái video clip này thì đừng quên để lại cho tôi share một like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.